Ngày mai con định mời bao nhiêu bạn đến dự sinh nhật vậy? À, dạ. Ở trường chị ấy rất nổi tiếng, chắc là hơn 100 người luôn á mẹ. Em nói quá, thời buổi này đâu có ai mời nhiều người như vậy chứ. Hôm nay mình có một chuyện muốn thông báo. Sắp tới sinh nhật mình và mình chỉ mời một vài người, những người thực sự là bạn của mình. Chị ơi, chị thật tuyệt vời. Nếu nói vậy thì sẽ có ngôi sao nổi tiếng đến dự có đúng không? Ngôi sao nổi tiếng, chắc có đó. Sinh nhật của anh ơi. Bạn bè sao? Mình có thể mời ai đây ta? Trong lớp này, bạn bè mình có thể chia làm 3 nhóm. Nhóm thông minh luôn có điểm số cao. Tiệc sinh nhật á hả? Xin lỗi nha, mình phải đi học thêm mất rồi. Mình cũng vậy. Nhưng mà không thân lắm chắc sẽ không đi đâu. Nhóm thứ hai, nhóm học sinh gây chú ý. Thôi quên đi, nhóm này mình cũng đâu có chơi thân lắm. Lời nói dối cuối cùng là gì bạn nhớ không? Nói thiệt là mình cũng không nhớ đâu. Có tổng cộng 5 lời nói. Nhóm thứ ba chính là nhóm không nổi bật gì hết. Mình cũng không thân với nhóm này luôn. Nhưng mà ít ra thì có thể thương lượng được. Nó rất vui mà. Thái độ gì vậy? Phản ứng gì đây? Mình đáng sợ tới nỗi vậy sao? Thiệt là khó chịu. Nhưng mà phải tỏ ra dễ thương mới được. Các bạn ơi. Mẹ ơi cứu con. Các bạn ơi, lát nữa tan học các bạn có làm gì không? Sao khi tan học tụi mình có nhiều việc phải làm lắm. Đúng như vậy. Có muốn ghé qua nhà mình ăn cơm không? Sau này em ráng đừng có quên đồ nữa. Chị không thể cứ ở mãi bên cạnh em để làm gì cứu tinh đâu, em hiểu không? Chị đang nói gì vậy? Hôm trước chị cũng để quên cái máy ghi âm để qua mượn em đó. À đúng rồi, hôm nay chị có đi sinh nhật của chị Anh Huy không? Anh Huy hả? Sao chị lại phải tới đó chứ? Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của Anh Huy thiệt sao? Em nghe nói họ sẽ làm một bữa tiệc lớn ơi là lớn luôn. Đồng hồi còn khoe sẽ có một ngôi sao nổi tiếng và món lobster. Nhưng món lobster là món gì mới được chứ? Sao trước giờ chị chưa bao giờ nghe qua? Lobster là một loại hải sản đó. Em nghe nói chúng nhìn rất giống tôm và cua xanh. Nhưng mà hơn vậy thì ngon gấp 100 lần luôn. Có thiệt không? Sao lại có món ăn độc đáo tới như vậy chứ? Tôm và cua xanh đã ngon lắm rồi, vậy mà nó còn ngon gấp 100 lần luôn. Em nghe nói là có quân ban đến nữa. Nhưng nếu như chị không được mời thì làm sao em đi chung? Chị chứ, còn có anh quân ban. Anh quân ban và lobster thật sự quá hấp dẫn đối với mình. Hay là hỏi thử coi bạn ấy có mời mình hay không? Có nên mời Shadow không ta? Vì sao giờ học bạn ấy thường không làm gì hết? Tính ra trong lớp chỉ có bạn ấy rảnh nhất thôi à. Nghe nói hôm nay là sinh nhật của bạn hả? Đúng rồi đó, hôm nay sinh nhật của mình. Không biết là bạn có thể tới dự được hay không? Được chứ, là sinh nhật của bạn tốt kia mà. Còn lâu mình mới là bạn tốt của cậu ta. Nằm mơ cũng không, chỉ là hôm nay thôi. Bạn tốt sao? Bạn tin nổi chuyện này sao? Shadow à, tụi mình nên chơi bài ngửi với nhau đi. Bạn nói cái gì hả? Thật lòng mà nói thì mình không hề muốn có bữa tiệc này. Vì mình không thích ai ở trong trường hết. Nhưng nếu như mình không mời một ai thì gia đình mình sẽ nghĩ rằng trong trường này không có ai thích mình, có biết chưa? Rõ ràng là không có ai thích mà. Mình hiểu rồi Anh Huy à. Chúc mừng sinh nhật của bạn. Chào chị Shadow. Mà sao con chỉ mời một bạn thôi vậy? Con mời cũng nhiều bạn lắm đó mẹ. Nhưng họ không thích bạn ấy. Họ nói có Shadow thì họ không đi. Chị ơi, chị không có bạn sao? Con không thích khi các bạn phân biệt đối xử với nhau. Cho nên con chỉ mời một mình Shadow và các em của bạn ấy. Mình nói đúng không Shadow? Làm gì có chuyện đó chứ. Dạ đúng rồi, Anh Huy là một người bạn vừa xinh đẹp vừa tốt bụng nữa thưa bác. Bạn ấy luôn quan tâm tới con. Nếu không có chị của mình, chắc là chị của bạn đáng thương lắm. Đẹp.
của bạn đây. Ờ? Ờ? Đây là cái gì vậy? Một hòn đá sao? Những thứ khác đều bị hao mòn và biến mất, nhưng hòn đá thì không như vậy. Cũng giống như tình bạn của chúng ta, nó sẽ bền vững mãi mãi hệt như hòn đá này. Được rồi, mình sẽ giữ nó cẩn thận. Còn đây là búp bê Little Mini em thích nhất. Chị chăm sóc nó ha. Đẹp ghê, cảm ơn em. Sao em không chịu dán nhiều keo hơn một chút cho nó chắc? Đây là những hạt dưa hấu mà em thu lượm được. Chị hãy trồng và thu hoạch những trái dưa hấu thật ngon nha. Em hãy mau đem về tự trồng đi. Sao bạn lại làm các em của mình khóc chứ? Mình tới đây vì cảm thấy bạn ở một mình quá đáng thương. Nhưng bây giờ mình thấy bạn bị như vậy là đáng đời rồi. Mimi à, Baby à, về thôi. Nhưng mà sao không thấy anh Quân Bang đâu hết? Quân Bang sao? Chỉ là nói dối thôi. Làm gì có chuyện anh ấy tới đây chứ? Anh ấy thậm chí còn không biết nơi này là ở đâu thì làm sao mà. Anh Quân Bang! Bất ngờ chưa? Đã nói là mình đặc biệt mà. Em xin chào anh chị. Em là bạn của anh thôi. Bạn tốt nhất, thân nhất, vui buồn đều có nhau. Em là Cha Cha Đu ạ. Rất vui được gặp em. Anh biết không, ở trường em, Anh Huy chính là một viên ngọc vô cùng quý giá. Bạn ấy yêu mến tất cả các bạn khác, còn rất tôn trọng giáo viên nữa. Mỗi ngày lên lớp đều mang thêm niềm vui tới cho mọi người. Thật sự là một người bạn tuyệt vời. Vì mình đặc biệt mà. Em nói là Anh Huy hả? Nhưng Anh Huy là ai vậy? Hả? Hình như không phải nhà này đâu. Nơi chúng ta cần tới là tiệc sinh nhật của diễn viên Ô mà. Diễn viên Ô? Diễn viên Ô sống ngay kế bên nhà em. Anh xin lỗi mấy đứa nha, tụi anh đi nhầm nhà rồi. Khoan đã, anh còn chưa hát tặng sinh nhật em mà. Sao lại như vậy? Hê, chuyện này là sao vậy? Họ thậm chí còn không biết bạn là sao ai. Sao bạn cứ thích quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt đó vậy? Mình quan tâm bởi vì mình là bạn của bạn kia mà. Hả? Chúng ta sao? Chào bạn ơi. Các bạn, mọi người đều đến sao? Thì ra các bạn muốn làm cho mình một bữa tiệc bất ngờ. Cảm ơn nhiều lắm. Làm sao các bạn biết được vậy? Hả? Thì ra đây là nhà của bạn sao? Vì cha đưa gọi nên tụi mình mới tới đây đó. Thì ra bạn đã lên kế hoạch với các bạn ấy để làm cho mình bất ngờ. Cảm ơn bạn nhiều nha Shadow. Có gì mà bất ngờ chứ. Mình đến đây là vì Shadow nói bữa trưa của mình sẽ phong phú hơn bởi có thêm món lobster. Đồ ăn ở trên bàn đó, mong là các bạn sẽ thích. Mình tới vì Shadow nói sẽ cho mình xem búp bê của bạn ấy. Bạn ấy muốn xin lỗi vì làm hư bài tập của mình. Đây nè. Búp bê của mình mà. Tại sao bạn lại gọi cho mình? Thì bởi vì bình thường bạn rất thích chọc ghẹo mình mà. Mình tìm được đối tượng cho bạn rồi nè. Hãy chọc ghẹo em ấy đi. Ý của chị là sao? Anh cứ việc chọc ghẹo em. Thôi, mình không thích. Tại sao chứ? Mình chỉ chọc ghẹo những cô gái xinh đẹp thôi. Cô gái xinh đẹp. Thấy cũng như nhau mà. Thế sao hả? Bạn có quá trời đồ ăn và còn rất nhiều trò vui để chơi nữa. Cho nên đừng có cao có như vậy. Tụi mình tới là vì bạn mà. Đúng đó. Dừng lại ngay. Nếu các bạn không đến để chúc mừng sinh nhật mình thì đi về hết đây. Mình không hề biết hôm nay là sinh nhật của anh Huy. Mình nghĩ chúng ta đã dẫn hơi lố rồi đó. Tất cả đều là lỗi của chị. Chúng ta đến sinh nhật ai đó là để chúc họ vui vẻ, chứ không phải đến vì đồ ăn đâu, chị hiểu không? Nhưng mà bây giờ mới được có nửa ngày à. Sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc bất ngờ thật sự cho bạn ấy đi? À, mệt ghê á, lại là tiệc bất ngờ. Nhưng mà không sao, mình là hoàng tử luôn mang lại bất ngờ mà. Mình ghét cho cha đâu. Mình ghét chị cho ơi, mau ra đây cho chị. Anh Huy ơi, sinh nhật vui vẻ nha. Anh Huy ơi, chúc mừng nha. Đây là quà của mình, bánh kem 5 tầng. Mừng ngày sinh nhật dễ thương.
mừng ngày sinh nhật đáng yêu, mừng ngày đó anh Hui sinh ra đời, hãy đáng mang lời chúc mừng. Lại đây cô gái, mình có món quà khác dành tặng bạn nè. Nó là cái gì vậy? Xin chào cô gái, nàng công chúa nhỏ xinh đẹp ở trong rừng của tôi. Tôi sẽ tặng em một tấm vé đặc biệt. Nó cho phép em trở thành bạn gái của tôi, Mr. Sondon, người đàn ông hoàn hảo nhất thế giới trong vòng một tuần. Không chỉ có vậy thôi đâu, tôi có thể làm tan vỡ trái tim của những cô gái phải lòng tôi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm như vậy với em, ít nhất là trong một tuần cô bé à. Cha cha đô, mình ghét bạn nhất trên đời này. Phần bài tập về nhà tiếp theo của ngày hôm nay, cô yêu cầu tất cả lớp chúng ta phải làm theo nhóm. Minh Chi à, tụi mình sẽ ở chung một nhóm đó, chắc chắn sẽ vui lắm. Được rồi, bây giờ cô sẽ bỏ tên các em vào trong cái hộp này ha. Cô sẽ chọn nhóm cho các em. Chachadu, Kim Min Chi. Yeah, ở mình chung nhóm. Chachadu à, chúng ta là tiền nhất. Min Chi giỏi nhất về các bài văn, vì vậy mình không cần phải lo lắng gì hết. Và Kim Sơn Đôn. Sự kết hợp rất tuyệt vời. Như vậy mình có thể chơi trò chơi điện tử và thưởng thức đồ ăn vặt ở nhà Đôn Đôn. Và thành viên cuối cùng đó chính là Li Ân Hui. Mẹ là thợ mộc. Như vậy là chúng ta ở cùng một nhóm và làm bài tập chung với nhau. Bây giờ tới nhà ai đây? Thời hạn nộp bài cho cô giáo là tuần sau. Vậy thì chúng ta cứ xây vòng nhà của nhau đi ha. Đúng là ý kiến rất hay. Vậy thì bây giờ hãy đến nhà của mình trước đi nha. Bộ tất cả chúng ta đều phải đi sao? Vì có người không có giúp được gì hết á. Ôi trời đất ơi, bạn cũng biết điều đó hả? Người không giúp được chính là bạn đó. Cái gì chứ? Bộ muốn đánh nhau hả? Nhìn nè, mấy cái này đều là đồ chơi mới hết. Còn đây chính là robot tay đấm quả tiễn kiểu mới. Đơn đơn à, vậy chúng ta sẽ ngồi ở đâu bây giờ đây? Bàn của bạn nhỏ quá, chắc ngồi không đủ. Bạn cứ yên tâm đi. Mình đã nhìn thấy cái bàn này quảng cáo ở trên TV rồi. Đây chính là bàn học siêu ưu tú kiểu mới nhất. Cũng bình thường thôi, ba mình mới mua cho mình đó. Wow, giống y như robot biến hình vậy. Các bạn hãy chờ một chút nha, mình sẽ đi lấy ghế đem lại đây. Chắc hơi chật một chút á. Thật là tuyệt quá đi. Robot biến hình, robot biến hình. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Con đi học về phải chào mẹ trước chứ. Chào hỏi không phải là vấn đề ngay lúc này đâu. Cái gì? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Con cần một bàn học mới. Ôi trời ơi, làm mẹ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm chứ. Bàn học của Đôn Đôn giống như robot biến hình vậy đó mẹ. Chị ơi, giống cái này đúng không? Một kiểu bàn học mới sẽ giúp con của bạn trở nên sáng tạo hơn. Các bé có thể học chung với anh chị em mình và cùng trở thành những học sinh xuất sắc. Đúng rồi, chính là nó đó. Mẹ mua cho con cái bàn đó đi. Con có biết là nó mắc tiền lắm hay không? Mimi à, bà Bi à, chắc là hai em cũng muốn có một cái bàn giống như vậy có đúng không? Hai em không nghĩ là chúng ta sẽ học tốt hơn nếu như có một cái bàn giống như vậy sao? Rồi Shadow à, kéo các em con vào cuộc cũng không có tác dụng gì đâu. Bàn học, 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 bàn học. Trời ơi, mẹ sẽ kiếm một cái bàn học mới được chưa? Có thật không mẹ? Đã thành công rồi, chúng ta làm được rồi. Mẹ nói sẽ mua bàn học mới, nhưng mẹ định làm cái gì vậy? Mẹ không hề nói là mẹ mua cái bàn mới, mà chỉ nói là sẽ kiếm một cái bàn mới.
Được rồi, bước thứ nhất, chuẩn bị nguyên vật liệu sẵn sàng. Mẹ lấy cái bàn này ở đâu ra vậy? Con không cần phải biết chi tiết quá làm gì. Bước thứ hai, chỉ lấy phần mặt bàn thôi, và sau đó đặt nó lên trên bàn học. Bây giờ là tới bước thứ ba. Bước này vô cùng quan trọng và có đầy rủi ro. Con phải khoan những lỗ nhỏ để kết chặt hai mặt bàn lại với nhau. Ý chà, như vậy có thể đảm bảo an toàn. Tiếp theo là tới bước thứ tư, sau đó sẽ hoàn tất. Cắm mạnh cái chày gỗ xuống mặt bàn. Bạn học biến hình đã hoàn thành xong. Đây là thứ gì vậy chú? Đây chỉ là lắp đặt những đồ phế liệu lại với nhau thôi. Vậy chứ, con phủ nhận những khó khăn mà mẹ đã vượt qua sao? Mẹ không thể ngờ được. Không chịu, không chịu, con không muốn cái bàn này đâu. Con ghét mẹ quá rồi. Hôm nay các bạn có muốn tới nhà mình làm bài tập không? Mình không muốn tới đâu. Shadow à, đừng có như vậy mà. Chúng ta phải làm bài tập nhóm đó. Chúng ta hãy mau dọn dẹp cho xong để tới nhà Ưng Huy làm bài tập nhóm đi. Ưng Huy à, mình nghe nói bạn có rất nhiều đồ ăn vặt ở nhà lắm phải không? Chào mừng các bạn đã đến với căn phòng thật đáng yêu của Ưng Huy. Tuyệt vời quá. Nội thất trang trí kiểu công chúa thật sang trọng. Bàn học cùng kiểu các bạn đã thấy ở nhà Don Don. Còn nữa nha, cái giường êm ái khiến cho các bạn cảm giác như đang nằm trên mây. Và căn phòng này đã được tạo ra dành riêng cho Ưng Huy mình thôi đó. Giường của Ưng Huy đẹp gấp mấy lần giường của mình. Thì ra mọi người đều có giường ngủ. Đúng rồi ha. Hình như Shadow không có giường ngủ. Đã không có giường nằm ngủ là còn không có bàn học siêu ưu tú. Gì chứ, bạn không biết thì đừng có nói. Cho bạn biết nha, nhà của mình đã có bàn học rồi. Và mình cũng có giường ngủ nữa. Bạn đâu cần phải nói dối đâu. Mình nói đều là sự thật hết. Thôi được rồi, vậy thì ngày mai chúng ta hãy đến nhà Shadow làm bài tập nhóm. Vậy thì có thể nhìn thấy rồi. Cũng được thôi, rồi bạn sẽ thấy. Giường ngủ, 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 giường ngủ. Hãy mau thôi đi. Được rồi, vậy bây giờ muốn có giường ngủ có đúng không? Bước thứ nhất, như mẹ đã nói, chuẩn bị nguyên vật liệu sẵn sàng, còn nhớ hay không? Chúng ta có thể tìm thấy mấy thứ này ở xung quanh nhà. Mẹ định dùng mấy thứ này để làm giường bằng cách nào đây? Im miệng lại đi, con chỉ được phép đứng ở ngoài quan sát thôi. Bước thứ hai, bắt đầu dựng cái khung giường. Trước tiên mẹ sẽ tách rời những miếng gỗ này ra và tạo thành một cái khung hình chữ nhật. Phải bảo đảm những tấm gỗ này đều cao bằng nhau. Bây giờ đã bằng nhau hết rồi. Sau đó thì dựng lên một cái khung vững chắc như vậy. Đã làm xong rồi. Nhìn không có một cái giường chút nào hết. Con đừng có mà hấp tấp. Bây giờ là bước thứ ba. Bước tiếp theo chúng ta cần phải làm một cái khung sườn. Mục đích là để giữ cho tấm nệm được chắc chắn. Tìm một cái dù cũ, tách rời cái khung dù ra. Và tiếp theo là cố định chúng vào khung giường vừa mới dựng lúc nãy. Tiếp theo sẽ là gì đây? Bước thứ tư, lẽ ra chúng ta cần một tấm nệm, nhưng mà mấy cái mền thì thoải mái hơn nhiều. Và cuối cùng, cái giường đã sẵn sàng rồi. Đây là cái gì vậy mẹ? Nó chỉ là một đống mền chồng lên thôi. Còn giường của Anu giống như là giường của công chúa vậy đó. Ôi trời đất ơi, con lúc nào cũng đòi hỏi hết. Ây chà, vậy là đã xong rồi. Không những là không bị muỗi cắn mà nhìn nó cũng giống như giường của công chúa nữa. Nhưng mà không phải, không hề giống giường của một công chúa chút nào. Ngày mai bạn của con tới, con phải làm sao đây? Ê, trời ơi, sao con mời bạn tới mà không hỏi ý kiến của mẹ? Trời ơi. Nè, bạn đừng có đẩy nữa, dừng lại đi. Anh Huy thiệt là ngoan cố mà. Mình đã nói chúng ta nên tới nhà của Minji rồi. Sao vậy? Hôm qua bạn chính là người muốn mời cả nhóm tới học mà. Bộ không lẽ bạn sợ là bọn mình sẽ phát hiện ra bạn đã nói dối về cái bàn và cái giường ngủ? Gì chứ, mình không có nói dối. Thôi được rồi, chúng ta vào nhà thôi. Shadow à, công nhận giường của bạn đẹp thiệt đó. Y cha, cái bàn này là kiểu mới ra hay sao vậy? Nhìn nó không giống như bàn học siêu ưu tú của mình. Nó thì
Cái bàn này đặc biệt lắm, các bạn muốn cũng không thể tìm được nó đâu. Nhìn bàn và giường chẳng có gì đặc biệt hết chứ. Sao hả? Bạn thấy ganh tị có đúng không? Bây giờ bạn còn dám cho là mình nói dối nữa không? Giờ bạn có chịu làm bài tập không? Mau lấy tập ra. Thế được rồi, chúng ta ở đây đi. Mình ngửi thấy được mùi gì đó thiệt là thơm. Cái mùi này giống như những món ăn của mẹ mình nấu vậy á. Thơm quá đi à. Thật là tuyệt quá. Mình có cảm giác là có thể ngửi thấy được mùi xúc xích. Mình nghĩ rằng mình có thể học bài được suốt cả ngày nếu như có cái bàn đặc biệt giống như vậy. Bạn nói rất đúng. Kể từ khi mình có cái bàn học này, tự nhiên mình cảm thấy có thể học bài suốt cả ngày luôn cũng được đó. Trời đất ơi, mùi gì khó chịu quá. Mình không thể làm bài tập ở đó được đâu. Mình sẽ làm bài tập ở trên giường. Cái gì vậy? Nó thực sự quá thoải mái. Có thật không? Nó thực sự thoải mái lắm sao? Để mình thử cảm nhận xem. Ây da. Nhưng mà mấy bạn ơi, có thấy là cái giường này cao quá không? Như vậy có thể sẽ gây nguy hiểm. Vậy bây giờ các bạn mau xuống đi. Được rồi. Hay thiệt đó. Mình chưa từng thấy cái giường nào có thể điều chỉnh được. Các con à, cô có chút đồ ăn vặt, mau ăn đi. Dạ con cảm ơn mẹ. Nè các bạn có biết không, bàn học và giường của mình là do chính tay mẹ của mình làm ra đó nha. Thật như vậy hả? Mình ghen tị với bạn quá à. Mẹ của bạn thật sự tuyệt vời lắm. Mẹ của mình là số 1. Ôi trời ơi. Bạn có thể ăn và đội nó như một cái nón. Thôi được rồi, được rồi. Đừng đứng yên ở đó thán phục nữa mà hãy tới đây đăng ký nhanh lên đi nào. Trên đời không có gì là miễn phí hết cơ đúng không? Khi vừa nhìn thấy chủ nhân, thần đèn nói rằng sẽ ban cho Aladdin 3 điều ước. Nhưng Aladdin là một người tốt bụng, cho nên đã dùng điều ước cuối cùng để giải thoát cho vị thần đèn khỏi cây đèn. Cuối cùng Aladdin trở nên giàu có và sống rất hạnh phúc suốt cuộc đời với công chúa xinh đẹp. Thần đèn. Alo Minchi nghe đây. Minchi hả? Nhà của bạn có cây đèn dầu nào không? Bây giờ không còn ai dùng đèn dầu nữa đâu. Chán ghê á, ước gì có cây đèn phép thuật giúp mình giàu có. Mình vừa mới đọc một câu chuyện nói về vấn đề này đó. Nhưng đó là chuyện cổ tích mà Chadu. Cũng đúng hả? Chadu à, con có đồ gì không xài nữa hay không? Nếu con có thì mau mang ra đi hết đi. Mẹ đem bán bớt chứ giữ quải trong nhà chật lắm con. Dạ con không có. Không có hả? Vậy những thứ con chất đầy trên cái thùng ở trong phòng của con là gì đây? Có phải của con đâu, là của ba Bi hết đó. Mang hết đống đồ này ra sân cho mẹ đi. Lát nữa mẹ mang bán. Sao lúc nào mẹ cũng kêu con làm mấy cái việc này vậy? Con nói cái gì á? Dạ con làm liền mà. Thiệt là sao lúc nào mẹ cũng kêu mình làm mấy công việc nặng nhọc không ạ? Chắc mình là con nuôi rồi. Hả? Đây là gì vậy ta? Cái này hình như nhìn có chút giống cây đèn thần ở trong truyện á. Mẹ ơi, đây là cây đèn hả mẹ? Đèn cái gì mà đèn? Cái đó chỉ là một cái ấm cũ mà bà cố của con đã từng xài qua thôi mà. Mẹ không còn xài tới nữa cho nên định đem bán luôn đây nè. Thiệt là không phải đèn hả mẹ? Ủa? Ai gọi vậy ta? Tiếc rồi. Vậy mà mình cứ nghĩ nó là cây đèn dầu chứ. Nhưng mà rõ ràng nhìn nó rất giống cây đèn vẽ ở trong sách mà. Nếu như đây là một cây đèn thì chỉ cần chà chà nó giống như vậy rồi bùm một cái. Hả?
Cái gì? Ông ấy đã xuất hiện sau khi mình chà lên cái này. Cho ông xin lỗi nha cô bé. Ông dọa con sợ đúng không? Nhưng mà ông là ai mới được chứ? Con hỏi ông đó hả? Để ông nhớ coi, bình thường người ta vẫn hay gọi ông là Genie. Dạ, Genie sao? Ông thật sự là Genie hả ông? Đó là vì tên ông kết thúc bằng từ Gin mà. Nhưng nếu ông là Genie thì sao ông già quá vậy? Đó, cái con bé này, ông không già, ông chỉ hơi lớn tuổi thôi. Mà con đang nghĩ cái gì vậy hả? Phải rồi ha, Genie chắc cũng 100 tuổi rồi chứ ít gì nữa. Chà, còn có nhiều đồ cũ quá ha. Cái ấm này còn xài không? Nếu không thì cho ông đi. Cái này sao ông? Ông thật sự muốn có nó hả? Tất nhiên rồi, nhưng ông cần đánh giá xem ông phải trả cho con bao nhiêu tiền. Ha, ý ông là những điều ước của con sao? Đó, điều ước. Nếu con muốn nghĩ như vậy cũng được. Con gái à, mau đưa nó cho ông. Bây giờ vẫn chưa được đâu. Chừng nào ông thực hiện cho con 3 điều ước xong con sẽ đưa. Ba điều ước lận. Con đúng là một đứa trẻ tham lam. Nhưng tại sao con lại cần những điều ước này? Con phải kiểm tra trước xem ông có đúng thật là Genie hay không cái đã. Cho nên điều ước đầu tiên của con chính là con muốn có một chiếc xe đạp. Ông tặng xe đạp cho con đi ông. Một chiếc xe đạp. Dạ. Điều ước đầu tiên của con là có một chiếc xe đạp. Một chiếc xe đạp sao? Cái này ông không có. Nếu như ông có thể làm cho những điều ước của con lần lượt trở thành sự thật thì con sẽ dùng điều ước thứ 3 của mình để giải. Ông ấy đi đâu mất tiêu rồi? Nhưng mà ông đã nghe được những gì con nói rồi có đúng không? Dạ dạ, tôi đang định gom bán hết mớ đồ đồng nát ở trong nhà đây nè. Nếu bên nhà chị cũng có thì cứ mang hết qua đây bán chung với tôi luôn cho tiện. Dạ, gặp chị sau nha. Ủa? Shadow à, sao con giữ cái ấm của bà cố lại làm gì vậy con? Mẹ ơi mẹ, đây không phải là cái ấm bình thường đâu. Chúng ta không thể bán nó được, nó rất là đặc biệt đó. Mẹ biết, nhưng bà con đã nói là mẹ có thể bán nó đi mà. Dù con có giữ lại cũng không xài nữa đâu. Nếu như mẹ đã không cần nữa thì con sẽ giữ nó. Hình như là lúc biến mất ông ấy cũng không nói là khi nào sẽ quay trở lại. Trong này không có cái gì hết. Sao kỳ quá vậy? Chắc là ông ấy đang đi lấy xe đạp cho mình. Thật sự có một chiếc xe đạp kìa. Đây là tất cả những gì ông có đó. Nhưng mà ông ơi, sao chiếc xe này lớn quá vậy? Với lại nhìn nó cũng mềm nữa chứ. Tuy cũ nhưng nó vẫn còn dùng được. Chờ con cao hơn một chút là có thể đi được rồi. Có lẽ ngay từ đầu mình nên ước rõ đó là xe đạp dành cho trẻ em. Dạ thôi không sao đâu. Nói điều ước không rõ ràng dẫn tới sai lầm là lỗi của con mà. Cha Đu ơi, vô đây mẹ nhờ chút nè. Dạ con nghe rồi, mẹ chờ con một chút. Ông ấy lại đi đâu mất tiêu rồi? Cái này mẹ soạn rồi, con mang ra ngoài sân để đi. Nhanh lên. Mẹ à, mẹ đừng kêu con làm mấy công việc này nữa. Ý con là sao hả? Chỉ một chút nữa thôi, con sẽ mang về cho mẹ một đống tiền nhiều ơi là nhiều luôn. Con bé nó bị gì vậy cả? Tại sao ông ấy lại không xuất hiện chứ? Này, ông Genie ơi, mau xuất hiện trả điều ước cho con. Chào con gái, con kêu ông hả? Ông ơi, tại sao ông lại đi chậm quá vậy? Lẽ ra ông phải xuất hiện ngay khi con vừa mới chà tay vô cái ấm này mới đúng chứ. Ông xin lỗi nha, tại ông có việc bận mà. Ông ơi, bây giờ con có điều ước thứ 2 dành cho ông đây. Còn nói gì, một điều ước nữa sao? Điều ước đó chính là hãy giúp con trở nên giàu có.
giàu có hả? Cụ thể ý con là gì? Nếu như phải nói một cách rõ ràng thì con muốn ông đưa tiền cho con. Hả? Phải đưa tiền sao? Nếu vậy thì ông phải tính toán cái đã. Đây nè, ông trả như vậy là rất rộng rãi rồi đó. Thiệt luôn kìa. Ông ơi, cái sắp này cũng dày quá đi. Trời đất ơi, tuyệt vời quá. Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên con cầm trong tay số tiền lớn tới như vậy đó. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Bây giờ con đã vui chưa? Dạ đúng rồi ha. Ông ơi, ông đứng đây chờ con một chút. À, được thôi, ông cũng không định đi đâu. Mẹ ơi mẹ. Đây là gì? Mẹ cứ cầm số tiền này và mua những gì mình thích đi mẹ. Đây là tiền của con đó. Shadow à, ở đâu mà con có nhiều tiền quá vậy? Ủa? Không không không, cái này mẹ không cần phải biết. Một cô gái tốt sẽ luôn đặt hạnh phúc của gia đình mình lên trên tất cả mong muốn của bản thân. Sơ sơ cũng 10 tờ, vậy là khoảng 10.000 won á nha. Quang hậu, bây giờ điều ước thứ hai đã thành sự thật rồi. Mình nên dùng điều ước thứ ba để giải phóng cho Ginny, giống như trong truyện vậy đó. Hay là mình ước thêm một điều khác nữa ha. Thiệt là khó nghĩ rồi. Chào mẹ bọn trẻ. Dạ chào ông Ginny. Đây là toàn bộ số đồng nát mà tôi gom được cho lần này. Cảm ơn cô nhiều lắm. Vậy hôm nay ông định sẽ cho tôi bao nhiêu bắp nổ đây? À, cái đó hồi nãy con gái yêu của cô yêu cầu tôi đưa tiền, cho nên tôi đã đưa cho cô bé 10.000 won. Ôi trời đất ơi, ông đã đưa tiền cho nó sao? Ôi thì ra là như vậy. Tôi cũng đưa thêm cho con bé một chiếc xe đạp cũ nữa. Cô cứ giữ lại mà xài đi. Có vẻ con gái cô thật sự muốn có một chiếc xe đạp đó. Chiếc xe đạp ở trong sân là của ông sao? Ôi trời ơi, cảm ơn ông nhiều lắm. À, không không, cô không cần khách sáo. Dù gì tôi cũng đang định bán nó cho bãi phế liệu. Nói thiệt là tôi cũng không biết phải cảm ơn ông như thế nào cho phải nữa. Ơi, không cần, không cần đâu mà. Cha đù ơi. Ôi trời. Ôi, con bé ngủ mất tiêu rồi. Thì ra con bé nghĩ nó là đồ cổ cho nên mới khư khư giữ lại như vậy. Mình phải đem bỏ cái này trước khi con bé thức dậy mới được. Trời ơi, nó biến đâu mất rồi. Cây điện thần. À không, cây ấm của con biến đâu mất tiêu rồi mẹ ơi. Con bé bị làm sao vậy? Em cũng không biết. Không chịu đâu. Cây ấm của con. Cây ấm của con. Ginny của con đi đâu mất rồi? Trời ghê quá. Nước mũi chị chảy lùm lùm hết trơn rồi kìa. Cái con bé này, mình linh cảm nó sẽ nói ra cái điều gì đó rất đáng sợ. Con không biết đâu, không biết đâu. Con vẫn còn một điều ước thứ ba chưa kịp ước nữa. Nếu như dùng điều ước đó để trả tự do cho ông ấy, con có thể nhận được vàng bạc trang sức và nhiều thứ khác nữa. Đèn thần của con, cây ấm của con. Trả lại cho con. Mắc cười ghê. Cái ấm đó có gì đặc biệt đâu mà sao con bé cứ làm ầm ĩ lên vậy không biết nữa. Chắc là cái ấm đó có ý nghĩa đặc biệt với con bé này nó mới như vậy. Cái ấm cũ đến như vậy thì có ý nghĩa gì đặc biệt với nó? Ủa ghê trời, đồ mai TV hư cũ đồ ban đề. Khoan đã ông ơi, chờ tôi một chút. Ông ơi, chờ tôi một chút đi. Chị đúng là sướng thiệt đó. Chị sắp được đi xem múa ba lê với ba mẹ rồi. Hả? Chị xin lỗi nha. Ba mẹ cũng rất muốn dẫn em theo, nhưng chúng ta chỉ có 3 vé thôi. Hơn nữa em và chị Shadow đang bị cảm cúm nên không thể làm khác được. Ê, làm gì mà ồn ào quá vậy? Đi xem mấy người múa ba lê ổng ẹo nhảy vòng quanh với mấy trái banh thì có gì là đặc biệt? Chị không hiểu về ba lê thì đừng có chê nữa. Shadow! Các con nhìn thấy mẹ như thế nào hả? Có phải mẹ của các con khi mặc trang phục này lên người nhìn giống như một quý bà châu Âu có đúng không? Không đời nào mà giống được. Bà xã à, em có thể thay bộ nào bình thường chút được không hả? Đã nói là không được rồi. Hả? Giáng sinh của Barbie. Khoan khoan chờ đã. Hả? Mẹ ơi, mẹ có quên thứ gì không? Thôi được rồi, ba và mẹ sẽ về trước buổi tối. Con nhớ là ở nhà không được phá phách đó nghe. Và nhớ phải chăm sóc cho em nữa.
mẹ à, hôm nay là lễ Giáng sinh mà, mẹ phải cho con nhiều hơn một chút chứ. Cái con bé này, đây nè. Tuyệt quá. Không hiểu nổi cái con bé này nó giống ai mà nó mê tiền thấy ớn luôn. Ủa? Sao ai cũng nhìn tôi hết vậy? La 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 la. Không biết là mình nên mua khoai lang nướng hay là bánh bao đây. Đúng rồi, mình có nhiều tiền mà, chị mua cả hai luôn. Baby à, chị đi chút về liền á. Chị định đi đâu vậy? Nếu như chị mà đi chơi, em sẽ mét mẹ, rồi mẹ sẽ lấy lại tiền của chị đó. Cái thằng nhóc này. Được rồi, vậy thì chị sẽ chuyển kênh khác. Hả? Ở chính là chương trình ca nhạc. Hay quá đi. Quá, ở đây là nhóm những chàng trai chân ngắn nè. Chị ơi. Cái gì vậy hả? Cứ đi chỗ khác chơi đi. Chị đang coi nhóm nhạc mà chị yêu thích biểu diễn mà. Chị ơi, đừng có coi tivi nữa, chơi với em đi mà. Em chơi một mình buồn lắm. Em mà còn như vậy nữa là chị nổi điên lên thiệt đó. Vậy thì chị nổi điên vậy chơi với em đi. Hãy chơi với em đi mà. Chơi đi ha. Chơi với em đi. Chơi với em đi bà. Chơi với em đi. Chơi với em đi mà. Chị ơi, chơi với em đi mà. Bỏ tay của chị đi. Cái đồ lì lợm này. Chơi với em đi. Ôi trời ơi, không thể chịu đựng được nữa. Hả? Hả? Thôi được rồi, Baby à, chị sẽ chơi với em. Thật sao? Cái gì? Một nhiệm vụ? Em biết là ngày mai là lễ Giáng sinh, có đúng không? Nếu em muốn nhận quà từ ông già Noel thì em phải hoàn thành một nhiệm vụ. Hãy suy nghĩ đi. Em nghĩ xem trên thế giới này có bao nhiêu đứa trẻ muốn nhận được quà của ông già Noel chứ? Thật sự là rất nhiều. Nhưng mà ông già Noel thì làm sao có thể tặng quà cho tất cả các em ở trên thế giới này được, có đúng không nào? Ông ấy không thể nào làm được đâu. Ông ấy chỉ tặng những đứa trẻ ngoan thôi. Em rất là ngoan để có thể nhận được quà. Thì đúng là như vậy. Nhưng điều đó chỉ đúng tới năm ngoái mà thôi. Vì bây giờ em đã đi nhà trẻ rồi. Theo như chị nghe nói thì ông già Noel sẽ không cho quà tặng các trẻ em nào đã đi nhà trẻ đâu. Không phải, không phải như vậy. Đó là chị nói dối thôi. Em không tin lời của chị đâu. Được rồi, em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi à. Còn nếu như em không tin chị thì... Nhưng mà nếu ngày mai không nhận được món quà nào thì đừng có khóc đó. Chị ơi chị, vậy bây giờ em phải làm cái gì? Vậy chứ, em phải học thuộc hết tất cả sao? Khi mà em đang ngủ, ông già Noel sẽ đánh thức em dậy và nói là em hát một bài mừng Noel. Vì vậy, vào lúc đó em cần phải nhảy và hát toàn bộ các bài hát này. Vì vậy, tập luyện đi. Em biết rồi. À đúng rồi, baby à. Ông già Noel cũng sẽ kiểm tra phong cách biểu diễn và nhịp điệu của em luôn đó, baby. Rốt cuộc cô vẫn từ chối phục vụ bữa tối. Trời ơi, tức cười quá đi. Ta hỏi lần cuối cùng. Chị Chadu ơi, có thể giúp em được không? Mà ngày Chúa sinh ra đời, mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho mọi người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Để xem đánh giá sao đây. Chị không cảm nhận được sự chân thành trong bài hát của em. Ông già Noel sẽ nghĩ như thế nào nếu như em bỏ qua phần nhảy mà cứ tập trung vào lời ca? Dạ, em đã biết rồi thưa chị. Em sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa. Chúc may mắn nha, Baby à. Mừng ngày Chúa sinh ra đời, mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đánh cho mọi người, cùng cất tiếng ca. Alo, ai đó?
Hả? Là Minchi hả? Sao? Bữa tiệc pizza Giáng sinh hả? Lúc 7 giờ ở nhà của Don sao? Rồi cùng xem phim ở nhà một mình nữa hả? Tất nhiên là mình sẽ tới. Vậy được rồi, hẹn gặp lại nha. Tuyệt vời, tiệc pizza Giáng sinh. Em làm chị hết hồn mà. Em tập xong rồi. Thiệt sao? Thử hát cho chị nghe coi. Chun yêu đi, ta gái cho nè, mầm cất chơi gió đà. Mày cố hít nụ đi, sẽ bùm đi xuống kia, ta ra chị ghi cho nè. Baby à, bài hát này thật là tuyệt vời. Chị Chanu, bọn chị đang khóc sao? Chị ơi! Baby à! Alo, ai đang gọi vậy? À, Mimi hả? Sao? Bệnh viện? Dạ, ba mẹ và em đang trên đường về thì... Trời ơi! Thật là tuyệt vời, có đúng không? Anh nghĩ thế nào hả anh? Có phải là em nhìn giống như là con tiên Nga không? Trời. Bà xã à? Mẹ ơi! Thật sự cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng có lẽ sẽ về trễ vì mẹ cần phải được bác sĩ điều trị đó. Hả? Thôi được rồi, chị hiểu rồi. Mình biết ngay mà, không có gì hoàn toàn suôn sẻ. Mình phải làm gì đây? Đã có cách rồi. Em không phải là trẻ sơ sinh, em không muốn ngủ. Chị làm cái gì vậy? Vẫn còn sớm mà. Baby à, vậy thì ra ngoài chơi ha, em chịu không? Không. Được rồi, chúng ta cần phải dựng cây thông Noel ở trong vườn để ông già Noel có thể tìm thấy nhà của chúng ta mà tới. Em làm gì vậy? Đừng có đứng ở đó nữa, giúp chị một tay đi. Dạ được, em giúp chị liền. Thật là vui quá đi. Đúng rồi ha. Chúng ta cần phải có đèn chớp chớp nữa để ông và Noel có thể dễ dàng nhìn thấy từ ở trên cao. Đèn chớp? Nhưng mà không biết nhà mình có không? Không có đâu. Cây thông Noel mà không có đèn chớp chớp thì chưa phải là cây thông Noel thật sự đâu. Bây giờ chị sẽ đi mua về để gắn lên, còn em thì ở nhà và tiếp tục làm, có được không? Em biết rồi. Chị nhớ về nhanh nha. Mà không phải giống như em trai của bạn sao? Không hề, em trai của mình gan hơn cậu nhóc này nhiều. Barbie à! Thôi chào các bạn nha, mình phải về đây. Chadu à! Barbie à! Nhiêu đây tiền không đủ mua đèn chớp rồi. Dạ con biết rồi ông ơi, chờ một chút con sẽ quay lại liền. Dạ đây thưa ông. Bao nhiêu đây thôi sao? Thôi được rồi. Dạ con cảm ơn ông nhiều. Ba mẹ về rồi đây nè, hai đứa ơi. Ôi trời ơi, đẹp quá à. Đẹp quá à. Con ơi,
Ôi trời ơi, sao ngày phát tiền tiêu vặt đến nhanh vậy không biết nữa. Nghe đây, các con sẽ không được mẹ cho thêm đâu biết chưa? Cho nên phải tiết kiệm à. Dạ. Cái bụng của mình hình như bị đói rồi, có đúng không? Ngày mai mình sẽ ăn thỏa thích bánh gạo cay và kem để lấp đầy cái bụng của mình. Còn em sẽ mua cái kẹp tóc mà em thích từ lâu. Chị Chadu và chị Mimi ơi, em có chuyện muốn nói hai chị nè. Ờ? Cái gì chứ? Không thể nào. Em đang nói thiệt đó. Hai chị hãy nhìn đi. Hả? Vậy là thật rồi. Chị đã mượn tiền của em nhiều như vậy hay sao? Em trai giàu có. Bỏ thêm vào 1 đồng, bỏ thêm vào 2 đồng. Dạ trời, ba mi đã tích góp số heo đất này từ bao giờ nha? Một nửa số tiền trong heo đất đó, chị dám chắc là tiền của chị đó. Đóng lại. Người giàu nhất ở trong nhà mình có lẽ là ba Bi, chứ không phải là ba và mẹ của mình đâu. Đúng vậy, vì em ấy đã bỏ hết tiền vào ngân hàng heo đất rồi. Thiệt là hết nói nổi. Tên nhóc keo kiệt này, sao lại có thể gom góp hết tiền bạc của gia đình như vậy chứ? Chị nói rất đúng, thật là quá đáng mà. Không thể để yên được, chị phải nói chuyện với em ấy mới được. Đúng lắm, chị phải nói em ấy biết những gì mà chúng ta đang suy nghĩ mới được. Chị không tin nổi là em mới tí tuổi mà đã tham lam như vậy rồi đó. Em đang bóc lột từng đồng tiền xương máu của tụi chị, em có biết không? Ba Bi à, em đó. Gì vậy? Ủa? Không ngờ em vẽ tranh đẹp quá. Ba Bi của chị giỏi ghê. Thiệt không? Thiệt mà, thiệt mà. Em nhìn thử đi. Con sư tử này em dễ nhìn giống y như thiệt luôn. Nhưng đây là chó con mà. Hả? Vậy sao? À, chị biết mà, dĩ nhiên là chó con rồi. Ý chị tuy bây giờ chỉ là chó con, nhưng khi lớn lên nó sẽ nhìn giống y như một con sư tử vậy đó. Thật vậy hả? Đáng yêu ghê. Đứa em trai của chị đáng yêu quá à. Chị lại muốn mượn tiền của em nữa rồi, có đúng không? Ôi trời ơi, em trai của chị không những vẻ đẹp như họa sĩ mà còn thông minh nữa chứ. Đúng vậy đó, em có thể cho chị mượn mấy ngàn won có được không? Ừ, mà chị mượn để làm gì? À, để chị đi mua kem. Không những như vậy, chị cũng sẽ mua cho em một cây kem nữa, chịu không? Hả? Không bao giờ. Vì sao chứ? Chị vẫn còn nợ em chưa trả hết tiền mà còn muốn mượn thêm để mua kem nữa hả? Từ từ chị trả mà. Chị đúng là một con ve sầu. Hả? Là gì? Chị chính là một con ve sầu lười biếng, chỉ lo ca hát không biết chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Mùa đông sắp sửa tới rồi, và em ghét nhất là bị đói và bị lạnh. Cho nên dù chị có đến gian này cầu xin em cỡ nào đi nữa, em cũng không bao giờ giúp chị đâu. Đừng nói nữa. Chị cứ chơi đùa thỏa thích đi, mùa hè sẽ qua sớm thôi. Chị ơi, chị có ổn không? Mimi à, chị không hiểu cái gì vừa mới xảy ra với chị nữa. 10 năm sống trên đời giống như bị bỏ đi vậy. A B C D E F G S I J K. Ba Bi, em có muốn chị kể cho em nghe lý do vì sao chị biến thành con ve sầu hay không hả? Hồi lúc trước á, chị rất tiết kiệm tiền và cũng là một chú kiến chăm chỉ giống như em vậy. Mấy con heo đất của em bây giờ sao? So với số heo đất mà chị tích lũy được lúc bằng tuổi của em thì chúng chẳng là gì so với của chị đâu em à. Con gái ngoan của mẹ. Cầm lấy cho con 200 won. Ba ơi. Của con đây.
mình sẽ trở thành giàu có. Đúng vậy, lúc đó chị đã nghĩ rằng mình sẽ thật giàu có cho tới khi có một chuyện xảy ra. Quá thật sao? Ba mẹ định sẽ làm nhà vệ sinh mới cho nhà của chúng ta sao? Đúng rồi con, thời gian qua rất bất tiện phải không? Dạ. Vì vậy mẹ mới nghĩ là lấy số tiền cha đưa đã dành dụm để làm nhà vệ sinh, con thấy có được không vậy? Phải đó cha Đu à, tiết kiệm tiền là để làm những việc cần thiết, như là việc làm nhà vệ sinh mới chẳng hạn. Phải rồi, và sau khi đã hoàn thành xong, chúng ta sẽ gọi là nhà vệ sinh của cha Đu. Nhà vệ sinh có tên của cha Đu luôn. Sao con à, con đồng ý chứ. Và cũng kể từ ngày đó, mỗi lần có việc gì cần tới tiền, ba mẹ đều cùng tới để tìm chị. Cha Đu à. Ôi trời ơi, mẹ thật sự là vui lắm. Cha Đu à. Nhà chúng ta có thêm máy giặt và tivi mới, mà mấy con heo đất của chị thì cũng dần dần biến mất hết. Chính vì vậy chị đã quyết định. Mẹ ơi, mẹ cho con tiền đi. Ôi trời ơi, con gái ngoan, con xin tiền để bỏ ống heo hả con? Đây nè. Bỏ ống heo sao? Tại sao mình phải làm vậy chứ? Sao thế nào hả? Em còn định để dành tiền nữa hay không? Vẫn còn là trẻ con thì thích ăn gì cứ ăn đi, thích mua gì cứ mua. Em cứ sống cho thật vô tư và thoải mái. Em có hiểu chị muốn nói gì không? Dù sao thì muốn chị nói thêm một bí mật nữa không? Mẹ định đổi máy sửa mới đó. Em cảm ơn chị đã nói cho em biết nha. Vì vậy cho nên trước khi ba mẹ lấy hết tiền của em thì hãy rộng lượng với tụi chị một chút. Thôi được rồi. Thành công. Chị ơi, em có thể ở cùng với chúng thêm một đêm nữa có được không? Nếu như em muốn thì đương nhiên là được rồi. Nhưng mà phải nhớ những gì chị đã nói với em. Em đừng có quên là mùa đông sắp tới rồi và nhà chúng ta đang cần máy sưởi mới. Nhưng em thấy tội nghiệp cho Barbie quá. Em bị làm sao vậy hả? Gì chứ, vừa mới theo phe chị xong bây giờ tự nhiên lại muốn trở nên tốt bụng là sao? Nếu như vậy thì chị sẽ lấy luôn phần của em. Không đâu, em chỉ nói vậy thôi mà. Cảm ơn cô. La 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 la. Cha Đu à, hôm nay bạn có chuyện gì vui hay sao hả? Đúng vậy, là vì hôm nay chắc có lẽ mình sẽ nhận được tiền. Minchi à, thời gian qua bạn bao mình ăn rất là nhiều lần rồi. Để ngày mai mình sẽ bao bạn ăn đã đời luôn. Thật vậy sao? Vậy thì thích quá ha. Thưa mẹ, con mới đi học về. Xảy ra chuyện lớn rồi chị ơi. Hả? Không lẽ là các con về rồi sao? Barbie à? Tôi đặt nó ở đâu đây? Anh hãy để nó bên kia giùm tôi. Dạ được. Thấy làm như vậy thì sẽ tốt hơn là đưa tiền cho các chị. Bởi vì mùa đông sắp tới rồi. Em sẽ trả giá vì dám làm như vậy với chị. Hả? Tiệc sinh nhật sao? Bạn Đông Su đã mời em đi ăn sinh nhật của bạn ấy. Cô bé Gina mà em thích cũng tới có phải không? Dạ. Không những Gina mà tất cả các bạn ở trong lớp cũng được mời tới dự tiệc luôn á. Nếu như vậy thì vậy thì tụi chị sẽ biết em trở thành người tuyệt nhất trong bữa tiệc đó. Đúng vậy, em sẽ trở thành cậu bé đẹp trai nhất trong bữa tiệc hôm đó. Thật vậy hả? Đương nhiên rồi. Hay hả?
là sắp tới giờ dự tiệc rồi kìa. Em nên đi liền đi nếu không là trễ giờ đó. Đúng như vậy á, đi dự tiệc sinh nhật mà lại đi trễ giờ thì không lịch sự chút nào hết trơn á. Ha ha, em hiểu rồi. Đi chơi, đi chơi vui nha. Cảm ơn các chị nhiều, gặp lại sau nha. Nhưng mà chúng ta làm vậy có ác quá không? Em nói cái gì vậy? Em đã quên mất cái vụ máy sưởi rồi hay sao? Chị sẽ cho Barbie biết tay cho tới khi nào máy sưởi mới bị hư mới thôi. Chị ơi, Đằng Sư ơi, mình tới rồi. Ủa bạn Sơn gì? Sơn ghê à, mặt bạn bị sao vậy? Hả? Mặt của mình bị làm sao hả? Bạn tự nhìn đi. Yeah.